Rồi cả nhà, nay Tài có chuyến đi Phan Thiết ha, mời cả nhà theo chân Tài trải nghiệm Phan Thiết nha cả nhà. Tài đi nhà xe Năng Khoa nha cả nhà. Đây cả nhà, có cái chỗ sạc điện thoại nữa nha. Đó, quá VIP luôn nha. Xe này 12 chỗ nhưng cả nhà rất là rộng rãi luôn. Chịu chơi lắm, đi chơi đem cái lo nè. Đó, iPad luôn. Quá VIP rồi, quá VIP rồi. Khúc này buồn quá, giải trí xíu nha cả nhà. Cả nhà ơi, dẫn cả nhà đi chợ Phan Thiết nha cả nhà. Đi ăn cơm trưa nha cả nhà. Hello, hello, hello. Cho phụ nữ đi trước đi, mình đàn ông đi sau. Nắng quá. Vô chợ Phan Thiết thì mình kiếm cái gì lạ lạ, anh em mình thử cái miếng này. Đi Phan Thiết hả? Đi Phan Thiết thì có thiết. Thiết là đây là khu vực ăn uống nha cả nhà. Chè đá chè thủy nè. À, đây cả nhà quay cái quán chè đá của chị Thủy nè. Đó. Bán rất là nhiều nha cả nhà. Tâm bổ lượng. Ly này là bao nhiêu chị? 20. Một ly này 20 tiền nè cả nhà. Quá đã luôn. Chị Hạnh. Ngon bánh, không chị Hạnh? Bánh canh nha, nước trong nha. À. Chị là rất là thanh nha, ngọt thanh nha. Ngon không? Ngọt thanh chứ không phải ngọt như chè. Tuyệt vời, cho mấy điểm? Tuyệt vời, 10 điểm. Không có nhân. Cá rất là dai nha. Ngon, không có bọt. Ngon. Tuyệt vời, tuyệt vời. 4 gỏi 64 ngàn nha cả nhà. Đây cả nhà, thuộc chả cá nè cả nhà. Bữa nay chồng em đậu tôi cho em mua rồi, không dữ dằn lắm. Quá ngon luôn. Ta. Mời cả nhà nha. Đồ trứng cho ác, thành mấy mua ngục. Hùng kêu cho mặt xong rồi Hùng đeo mắt kính rồi trên bờ hình canh. Không có, mặt xong rồi đó, ông kêu tắm ở trong bữa ăn một lòng, từ bữa nhà luôn. Ngon lắm cả nhà ơi. Nhớ ghé ăn thử nha. Ăn uống xong rồi cả nhà. Bây giờ đi ra xe chạy xuống Mũi Né để nhận khách sạn nha cả nhà. Trời ơi, trời ơi, lên xe ăn cái một bầu trời chân ái. Nắng dữ lắm cả nhà ơi. Ở đây là ôi, phải cứu tôi. Như lò luyện đơn. Phải kiểu quá. Bán kem chống nắng siêu hiệu quả này. Đúng rồi. Bởi ai ngoài Phan Thiết mà ai bán kem chống nắng này chắc chắn rồi.
sắp vô mùa hè rồi đó. Mùa hè mà đây đông vãi chữ. Người ta sẽ ra những chỗ này ta tắm hết hả? Xong vô thành phố ăn hả? Không, không ăn ở đây luôn chứ. Khá là đông luôn cả nhà. Rồi cả nhà, cuối cùng cũng đã tới resort rồi nha, The Leap. Rồi bây giờ là vô nhận phòng nha cả nhà. Xe điện luôn nha cả nhà. Đó còn đóng vậy đó. Đây cả nhà, nhận phòng. Đây là tủ nè, có két sắt luôn nha. Đó, có bộ đồ. Hả? Có túi nè. Túi The Leap nha cả nhà. Đó. Giường rất là đẹp luôn, giường bự ha. Trong đây là toilet nè, chỗ tắm, chỗ rửa mặt, chỗ đi toilet. Rồi cái mà đắt giá nhất ở đây cả nhà, đó cái view rất là xịn luôn ha. Đó, nhìn ra biển nè. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cả nhà, những thứ trên bàn này là mình sử dụng miễn phí nha, không tốn tiền nha. Đó, còn ở trên đây, đó, trên kệ tivi nè. Đó, là sử dụng là đó, tốn tiền nha. Đây, có bảng giá nè. Đây cả nhà, đây trong tủ lạnh này có bia nước ngọt ha, nước suối, có sô cô la nữa nè. Nè, có cái này hay lắm nè cả nhà, tay anh hay ghê không. Rồi giờ dẫn cả nhà nhận thêm một phòng nữa ha, view vườn nha cả nhà. Dưới đó là hồ bơi nha cả nhà. Đây cả nhà, phòng này phòng thứ hai ha, phòng này phòng sân vườn đó. Ồ, ồ, có bồn tắm kìa, nó bự. Đó, ngoài sau này có cửa sau luôn ha, nó đi ra đây luôn, quá VIP. Tắm bên này
khách nằm riêng ở trong đây cả nhà. Đây, giờ khúc quan trọng nè, cái view. Đó. Đây khúc quan trọng là cái view nè cả nhà. Đó, view cây nhà lá vườn chỗ có trái dừa luôn nha. Trời ơi. Có bông giấy. Cây có rất là nhiều. Đó. Mát mẻ. Đây cả nhà, hồ bơi nè. Hiện tại là bây giờ là đang 4 giờ chiều cả nhà ơi. Đó. Thì ra ngoài đây thì chắc chắn là phải đi tắm rồi cả nhà. Nhưng mà tại không sẽ tắm hồ bơi đâu, tại sẽ xuống dưới đó nha. Đó, tắm dưới biển. 4 giờ nhưng mà giờ hiện tại là còn rất nắng nha cả nhà. Đó. Quá nắng luôn. Đó, thì bây giờ tài sẽ đi bộ ra ngoài đó nha. Đó, let's go. Tới biển rồi nè cả nhà. Quá đã luôn. Ôi. Ôi. Dưới đây đẹp quá cả nhà ơi. Ồ, buổi chiều đây, buổi chiều ở đó đón hoàng hôn. Ồ, view quá đẹp. Ôi, ở đây có sân banh, sân bóng đá nữa nè cả nhà. Ồ. Rồi. Quá tuyệt vời. Hello. Có fan hâm mộ kìa. xuống đây. Bây giờ tiến xuống biển cả nhà ơi. Của tài cái view là ở trên đó đó cả nhà. Đó, cái xà sàn đó đó. Nhà dưới đó là bãi đá ông Địa rồi cả nhà. Đây cả nhà, view này là view buổi chiều nè cả nhà. Đó. Rất là đẹp luôn. Phía xa xa kia là hoàng hôn. Đó. Nhưng mà bên phút thì cả nhà không có quay được cho cả nhà coi ha. Đây là bây giờ là đang 6 giờ chiều cả nhà ơi. Thì bây giờ là đang chuẩn bị đi ăn nha cả nhà. Đó. Đang tập hợp với mọi người đi ăn. Rồi.
xe tới. Bây giờ là lên xe. Khung cảnh buổi chiều. Ok. Ôi, bữa tối nè cả nhà, xe rất đẹp luôn. Người cũng đẹp. Bờ kè Hồng Hào nha. Quán của người quen. Đây. Hải sản nè cả nhà. Tươi sống. Nước không ai cũng được. Nước không ai cũng được. Tập. Đây là tóc cô. Nó đi theo quán em cho nó bớt cho nó đông khách. Đang con nào bắt con luôn đó nè. Thấy gì kia không? Đây nè. Tôm. Con cá bự rồi. Ê, con này đẹp, con này đẹp quá ha. Có nhà con ốc giác vàng nè cả nhà. Lật 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 lại thấy. Cái này thường là làm gì ạ? À? Cái này là làm gỏi, rồi xào rau muống, rồi nướng nước mắm tiêu, nướng mỡ hành. Tám lạng hơn tám, hơn tám lạng. Ơi, hai con. Ơi bự vậy? Yêu trời ơi. À. À, đây là đại gia. Có cá đục chiên rồi ơi. Wow. Con muốn tiết canh uống rượu không? Cách vậy quá đã. Tiết canh đi. Canh này hả? Ừ. Trời ơi, cả nhà ơi, quá đã. Chơi. Thôi đi bà nội, bà ăn thì bà tự bà mua bà chụp chứ chú cái gì trời. Đúng không? Đây, hai con tôm hồi nãy của mình nè. Cổ dưới cái chuỗi đầu á, khớp đâu rồi. Xe giao lại, đầu xe giao lại, giao thấy à. Chờ xíu con. Quá đã, quá đã, quá đã. Quá đã cả nhà ơi. Quá đã. Hào sống ăn với bồ tạc nha cả nhà. Xá hấp ốc hương nè cả nhà. Hào nướng phô mai nè cả nhà. Món này mặt khắp hành nè cả nhà. Đây món tiết canh tôm hùm nè cả nhà. Đó. Đã không? Món này là cá đục cuốn bánh tráng nha cả nhà. Đó, có rau sống luôn. Đó. Món này là gỏi cá mai nha cả nhà. Đó. Cái này là ốc giác vàng hấp nè cả nhà. Này là sò đẹp nướng hành nè cả nhà. Đây cả nhà, tôm hồi nãy nè, nấu lẩu nha cả nhà. Cái này là ốc miệng rộng nướng tiêu nè cả nhà. Cái này là phần là mình của con tôm hồi nãy cháy tỏi nè cả nhà. Cùng tôm nướng phô mai. Đây cả nhà, món cháo tôm nữa nha. Những em có phải mình chơi cũng đẹp lắm em đâu. Đúng rồi đó, có tiền của anh em đúng rồi đó. Đúng chưa? Đi bên đó đúng rồi, hết thì kêu anh lấy bia chứ. Dạ. 2, 3, vô. Phụ nữ đám đàn nè. Là anh em thân với nhau.
Cả nhà ra Phan Thiết thì có gì có đi bờ kè hay ghé quán Hồng Hào nha cả nhà. Đó, bán rất chi là ok, giá bình dân. Hiện tại bây giờ là đang là 7 giờ sáng cả nhà ơi. Đó, buổi sáng dưới biển rất là đẹp ha. Rồi thì bây giờ tài dẫn mọi người xuống dưới để mình ăn sáng ăn cả nhà, ăn buffet ha. Đi ăn ở sáng ở nhà thì có hai cái này ha. Đó, để mình đưa xuống dưới mình ăn cả nhà. Đây cả nhà ơi, tập hợp ăn sáng. Em đủ lâu quá, có 5 giờ mới dậy. Uống rượu ngay ngủ cầu, ầu ầu em thảo uống quá nhiều. Đúng không anh, quá ghê đúng không anh? Em đánh thảo mà anh đánh em. Đây cả nhà. Chỗ ăn nha. Này là khu vực nước nè cả nhà, cà phê. Này là khu bánh mì. Ủa ăn gì chị? Phở. Phở hả? Em ăn phở luôn. Ăn cơm hết nổi. Ồ, trứng gà. Làm đẹp lắm. Làm hình là cả nhà. Còn đây là bánh xèo. Thank you.
tươi. Tươi mà. Rồi thì đây này cũng được đấy. Cả nhà của Tài ăn nè, có xíu mại ha, cà phê sữa, bánh mì, anh Hùng phở gà này có bộ ngon hơn chỗ anh ăn qua luôn không, miếng ba tê phở ha, mà cả nhà nha, bộ nước chanh ngon nhờ. Dạ, dạ, vậy cháu sáng bữa tối bị ăn đó mình bán từ đó đến giờ mà đâu có gì không bán đâu. Cả nhà, một đường bông giấy rất là đẹp luôn. Ở đây có phòng gym nữa nha. Đó, 6 giờ sáng tới 10 giờ tối. Quá xịn luôn nha. Hello, hello. Đó, có Tạ nè. Đúng là resort 4 sao nha cả nhà. Các bạn ơi, ở đây có bàn mạnh gia nè, karaoke với gặp chiếu phim luôn nha. Đó, quay cho cả nhà coi. Đây bạn mình già. Đây karaoke nè cả nhà. Này đó, gặp chiếu phim. Ủa, gặp chiếu phim này là mình tốn như dạ, giá vé nó sẽ 56.000 bao gồm bắp nước với lại vé xem phim luôn ạ. 56, còn karaoke chị? Karaoke thì ban ngày sẽ là 165.000 một tiếng. Dạ. Còn buổi tối thì sẽ là 295.000 một tiếng. Rồi. Còn cái ngoài đó là thì sẽ chơi miễn phí khi nào các bạn có vô chơi bình thường. Rồi 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 rồi. Cảm ơn. Rồi, em cảm ơn chị. Đây có quầy bán đồ nữa cả nhà. Đây. Đây có bán hả? Kem không dâu, kem không? Kem mà cây nó là gì? Charipa, cây này là phô mai. Còn bên đó? Bên này sô-cô-la. Trong cái sô-cô-la đó đi. Sô-cô-la này là viên hay là à, thỏi đúng rồi. Đây, có kem này, kem này. Kem này mua trả tiền nha cả nhà, không có miễn phí nha. Đó, có bán đồ bơi là luôn á cả nhà. Đây, vô đây ha. Nè, có bán diều nữa nè. Đồ bơi. Đó. Đồ bơi. Dài dép. Mua tặng cái ở nhà hàng mặt ngoài luôn chết luôn. Thôi bỏ rồi. Đi lên. Lên đây nè. Lên đây nè.
Đây đây đang đây nè. Đây là khu vực sảnh nè cả nhà. Cả nhà ở đây cái gì cũng được hết chứ, trừ cái thang máy thôi cả nhà. Cái thang máy. Cái thang máy cái chục mà mấy năm rồi. Không có sành sò. Lắm. Lắm. Thua. Không, nó chạy được nha, chỉ có một môn. Thua trên Sài Gòn mình nhiều lắm á cả nhà. Cái thang máy nha. Còn ngoài đây thì quá VIP rồi. Không có gì mà bằng cãi. Rồi, cả nhà ơi, thì hiện tại bây giờ đang là 12 giờ cả nhà. Thì Tài trả phòng nha cả nhà. Để đi về Sài Gòn cả nhà ơi. Cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là đi ăn cơm niêu rồi mới đi về Sài Gòn nha cả nhà. Đó. Mới nhận thêm được hai khách nữa ở tiệm xe. Rồi cả nhà mình vô ghé vô mình ăn cơm niêu nha cả nhà. Mình là phút. Đây cả nhà, menu nè cả nhà. Đó. Quá trời luôn. Đó. Quá món luôn cả nhà. Đó. Mình ăn đúng 19 lon Sài Gòn rồi. Không, ở dưới chân anh Hùng còn nửa thùng á. Thùng rồi vậy hả? Chắc là nó không có cho, không có trừ ra, không thấy. Đây cả nhà, đây là món tráng miệng nè. Đây là cá kho nè. Đây, cơm niêu. Đây là rau muống xào. Đây là mực xào. Tưởng đâu nóng lắm. Em này là cải chua. Đây là canh chua cá bảy chồng nè cả nhà. Quá đã luôn. Này mực trứng chiên nước mắm nè cả nhà. Đó. Những cái nó hết nước miệng á. Nó ớt đúng không? Xong rồi tăng lại mà. Chị ăn thức ăn nó nấu ngọt thôi thì mình còn mập mà phải ăn vặt rồi trà sữa rồi kìa. Nó ngọt. Cá muốn không ngọt. Chị bị la bất kỳ rồi. Rồi cả nhà ơi, chuyến đi Phan Thiết của Tài cũng kết thúc rồi cả nhà. Bây giờ về Sài Gòn.